Ở đó, đừng có đi đâu. Chờ anh qua anh cổng em qua nha. Chờ anh. Nhanh lên đi, anh đâu rồi? Em nhớ anh quá à. Anh qua liền. Qua liền nha. Chồng nồng thắm biết bao nhiêu, rồi mai đây dù sao dời vẫn đổi, chẳng bao giờ ta phụ tình nhau. Rồi mai đây dù sao dời vẫn đổi, chẳng bao giờ ta xuống. Người ta thấy người ta cười chết á. Cười gì? Ai cười kệ họ. Vợ anh cổng. Chứ bộ anh cổng vợ người ta sao ta cười. Mà họ cười thì mỗi miệng của họ họ chịu. Vợ anh thì anh thương chứ sao. Vậy hen. Vậy thì anh cổng em đi vòng vòng khắp hết cái làng này cho người ta cười chơi. Em muốn gì hả? Anh cổng em lên trời luôn. Anh vui quá à. Anh làm gì mà từ sáng tới giờ cứ lục đục ở ngoài này hoài vậy? Anh chuẩn bị đồ, trà rượu với cặp gà để về ra mắt tía. Anh bài vẽ ăn chi cho tốn tiền. Tía em á thẳng tính lắm, hễ không chịu á thì tiền muôn bạc vạn ổng cũng không thèm. Còn ổng mà ưng bụng rồi á thì ruột gan phè phổi gì ổng cho hết luôn, ổng không có chấp đâu. Nhưng mà không biết sao tự nhiên anh lo trong bụng quá à. Anh lo chuyện gì vậy? Anh sợ tía chê anh nghèo xấu xí không gả em cho anh. Chật lúc đó anh chết quá. Anh khéo lo vậy chứ em có đẹp đẽ gì đâu nè. Không có đâu. Em đẹp lắm lượm ơi. Em mù mà đẹp cái gì? Chồng em là đẹp nhất xứ luôn nè. Trên đời này không có ai đẹp bằng anh hết đó. Anh biết không? Đố anh nè. Em mù vậy chứ mà em có thấy gì không nè? Trời đất ơi, mù mà sao thấy được. Thôi đi, em thấy hết đó. Em thấy tía nè. Em thấy anh nè. Nhất là anh đó.
chỉ thiên thần. Trời ơi, em nói anh mắc cỡ quá à. Thôi, này khoai luộc mỹ vị cao lương, anh dâng điểm tâm để em dùng. Anh hãy đưa em cầm, đừng lo em như con nít. Khoai lang ngọt vô cùng, ngon hơn bánh canh và hủ. Anh xây nhà vàng cho em được ấm thân. Thôi thôi, em thấy vậy tấm thân em cũng ấm em lắm rồi. Em không có cần gì nữa đâu. Chỉ có điều là em không có thấy đường. Việc gì em cũng để anh gánh vác hết á. Miễn em vui là được rồi. Anh có gánh vác 100.000 kg, anh cũng không ngại nữa. Thôi, em đừng có nghĩ như vậy. Bây giờ mình chuẩn bị đi nghe em. Nước lớn rồi, anh chống xuồng ghê. Hai vợ chồng mình về Vĩnh Trạch ra mắt tía nghe em. Dạ anh ơi, thế nào tía cũng mừng lắm cho coi. Mình đi nha anh. Đi em. Anh hai, tôi sốt ruột lắm anh hai à. Thấy nhỏ nó mù đuôi, tội nghiệp quá. Tôi muốn sớm sớm để trị bệnh cho nó. Hôm nó về tới nay tôi cũng định nói cho nó rõ mọi chuyện, nhưng mà thấy con nó đang vui vẻ hạnh phúc, tôi không dám làm nó xáo trộn. Gì đâu mà xáo trộn. Tôi đem con đi trị bệnh cho nó sáng mắt, rồi mẹ con được nhìn nhau. Có gì đâu mà xáo trộn hả anh hai? Cô nói vậy sao phải. Con thằng Niến nó làm chi? Dù gì nó cũng là chồng con Lượm. Nó biết quá rành về cái chuyện trước đây của ông chủ. Tôi sợ là nó không ưng cho vợ nó đi. Cô tin sao, đừng có để phiền lòng. Tôi thấy con Lượm nó thương chồng nó lắm. Nếu chồng không muốn thì nó sẽ không đi. Cô có hiểu hay không? Thế cái chuyện này dùng tóc thì không hay, còn chần chờ thì không biết tới bao lâu. Hay là để tôi dò ý coi nó thế nào. Hay thằng Niễn chịu là mọi chuyện êm xuôi. Thằng Niễn tuy nghèo khổ xấu xí, chứ nó sống cương trực nghĩa tình lắm đó bà. Nhưng mà tôi ngại. Đó bà nhìn thấy không? Đó thấy không? Hai đứa nó quấn quýt nhau thấy thương không? Đó. Ê, trời ơi, anh đã nói với em rồi. Em đừng có vô bếp. Em vô bếp làm gì? Bộ định nấu cơm cho anh ăn hả? Đó, thấy không? Trời đất ơi, mặt mày dính lộn nghe không hè. Nè, lại đây anh lau cho. Tại em muốn được nấu cơm cho anh ăn mà. May áo cho anh mặc nè. Em không có giúp được cái gì anh. Em buồn lắm á. Em đừng có buồn. Em buồn làm sao anh vui. Mà nè, em cũng giúp cho anh đủ chuyện hết chứ bộ. Em nhớ không, em bơi xuồng cho anh bắt cá nè. Mỗi lần mà anh ngứa lưng á, em gãi lưng cho anh nữa nè. Rồi em còn hát ru cho anh ngủ nữa chứ. Rồi cái em... Thôi đi, anh đừng có nhắc đến cái vụ hát nữa. Em hát dở gần chết luôn vậy đó, mà anh cứ khen hoài à. Anh làm em mắc cỡ muốn chết luôn á. Mắc cỡ gì không biết nữa. Thì em hát hay thì anh khen em hát hay. Chân lẽ ừ mà thôi, giờ em hát cho anh nghe bài nữa đi. Em ca đi. Em ca, anh không có được khen à nha. Biết rồi, em ca đi, anh không có khen em nữa đâu, anh chê em cho em vui. Vậy cũng được đi. Khoan, đợi anh chút nha.
anh Niễn, anh đi đâu vậy? Đợn nữa hả? Hồi nhỏ học lớn được vài câu, giờ lớn lên gãi vài cái cho em hát. Em hát đi. Trời ơi, chồng em giỏi quá ta. Vậy em hát nha. Ừ. Không ai được khen à nha. Biết rồi. Nè, 1, 2, 3. Vô. Trời đất ơi, công nhận nha, bữa nay vợ của tôi hát thiệt là dở. Anh ngạo em hoài à, em hát vậy mà kêu dở. Em ngộ không? Em hát rồi khen em cũng không chịu, giờ chê em cũng không chịu luôn, vậy rồi sao? Em nói giỡn thôi, chứ chồng em sao em cũng chịu hết mà. Ừ, Lượm. Dạ. Anh thương em quá à, Lượm ơi. Em cũng thương anh nữa. Ý, anh gì ơi vậy? Hả? Bộ áo anh hôi lắm hả? Không có, anh thơm lắm đó. Anh thơm mùi rạ mới, anh thơm mùi nếp mới. Nghe hơi hám của anh á, em nhớ Tết lắm đó. Trời đất ơi, bộ nghe cái mùi của tôi giống đồng bánh tét lắm á trời. Không có. Mà sao tự nhiên em ôm ra nè, em la lên cái ý là cái gì vậy? Không phải, áo của anh á rách ở đằng sau kìa. Đâu có đâu, áo anh đâu có rách đâu. Cái này là tại vì anh Niễn, em biết anh thương em biết anh lo cho em, anh dành áo lành cho em mặc, còn anh thì anh mặc áo rách. Lượm à, em đừng nói vậy. Anh thương em, anh muốn em được vui, được hạnh phúc, còn anh sao cũng được hết á, miễn là em vui được rồi. Thôi đừng có nói nữa, em muốn tự tay em mua vải mai cho anh mặc đó. Bộ anh sợ em bơi xuồng không được hả? Thôi anh ở đây đi, để em lần theo bà ruộng, em qua quán dì Hai á. Quán dì Hai gần đây nè, anh ở nhà nghe, coi em đi nè. 1, 2, 3. Cái ghế đúng không? 1, 2, 3. Quẹo ra cửa nè, thấy chưa? Ở nhà nghe, em đi ha. Anh ở nhà chờ em á nha. Em đi à. Ừ. Không ngờ xấu xí như tôi lại có người vợ đã đẹp, lại còn giỏi giang hết biết nữa chứ. Đó, cô thấy không? Giờ mà đem con Lượm đi xa, nó không biết chừng nào nó mới về. Tôi sợ là nó không có chịu. Ý, anh,
Nhỏ đi đâu kìa anh? Có chừng nó... Nó sống ở đây quen rồi. Nhỏ lớn nó quen nước quen cá hết trơn rồi. Không sao đâu. Chắc nó ra quán mua đồ đó. Anh hai, anh theo nó giùm tôi đi. Lỡ có chuyện gì không biết tính làm sao nữa. Để tôi vô tôi dõi yên liễn coi thế nào nha. Chó, chó. Ừ, chó sủa mà nó không cắn đâu. Ai đó vô đại đi. Niễn. Ủa, bà chủ, bà đi đâu đây? Đi thăm vợ chồng cậu chứ đi đâu. Lượm đâu rồi ha? Dạ, vợ con đi ra đằng quán rồi. Quán nào? Đi với ai ạ? Dạ đi con mình nè bà. Trời đất ơi, sao, sao cậu để nó đi một mình? Nó tật nguyền mà cậu để nó đi một mình, rủi nó có bề gì thì sao? Có bề gì thì con khóc chứ làm sao? Vợ của con mà. Ủa mà sao bà biết chỗ này bà tới vậy? Anh hai tất cảnh chỉ. Sao bà biết tên ổng? Cậu quên là tôi quê ở Vĩnh Trạch này sao? À, con nhớ rồi. Ý quên nữa, con mời bà ngồi. Tôi kiếm anh hai để tôi nói với ảnh về cái chuyện của con Lượm. Tôi muốn Lượm nó theo tôi đi chữa mắt. Hả? Bà dẫn vợ con đi đâu? Tôi định đưa nó đi Nhật Bổn hay Hoa Kỳ. Thôi thôi thôi, vợ con không đi đâu hết á. Sao vậy? Tại vì con không bằng lòng. Con là thằng Niễn, là chồng của ông Lượm. Cậu là chồng mà cậu nói như vậy nghe sao được? Có người chồng nào mà lại nhẫn tâm muốn cho vợ mình suốt đời mang tật? Không lẽ cậu ích kỷ nhỏ nhẹn chỉ nghĩ tới mình thôi? Dạ thưa bà, ích kỷ không phải là tánh riêng của con đâu. Đúng ra việc này tôi nói với con Lượm, nhưng vì nghĩ đến cậu nên tôi mới xuống đây. Cậu nên biết rằng tôi không có vụ lợi chi đâu. Hơn nữa vì cậu là chồng của con Lượm nên tôi phải nói qua. Bà thương vợ con, chẳng thấy có bà con ruột thịt. Hay là vì một cái lẽ gì đó bà thương, xin bà nói con nghe. Tôi vì một lẽ riêng mà khó nói được ra. Nhưng cậu cứ tin rằng tôi không vụ lợi gì đâu. Ngày hai đứa về quê tôi có theo tới đây, nhưng mà hai đứa chưa về nên tôi đành quay lại. Tôi không cần bà nêu ra lý do tại sao bà lại thương. Tôi không muốn ai thương hay là bàn ánh sáng cho con Lượm. Ngoài người vợ mù ấy ra, tôi không bao giờ cưới được vợ. Tôi không muốn Lượm phải xa tôi và không muốn mất vợ của tôi. Cậu nói gì kìa? Cậu không muốn vợ cậu xa cậu thì làm sao tự con mắt vợ cậu nó sáng cho được chứ? Tôi không muốn vợ tôi sáng mắt, tại vì tôi thiệt tình. Tôi không thấy ai mà ích kỷ như cậu vậy đó. Niễn à, có con vợ đẹp mà mù đuôi, có người chịu lo chữa trị cho nó mà cậu đành lòng để vậy sao cậu? Tôi không hiểu ý của bà như thế nào, nhưng mà tôi không muốn mất vợ tôi. Sao lại mất vợ được chứ? Nè, vợ của cậu đi chữa mắt, cậu có mất gì đâu. Con mất nha là mất con vợ xấu, bù lại cậu có được con vợ đẹp hoàn toàn. Bà đừng nói vậy. Bà thử nghĩ coi, khi vợ tôi sáng mắt, nó nhìn thấy chồng nó mặt thì nám đen cái đầu niên niên, thì nó có còn thương tôi được nữa hay không? Đâu chẳng đành lòng những khi hình ảnh chồng trong tâm tôi, nó nhìn bằng đôi mắt tình yêu. Chắc là tôi nghĩ biết bao nhiêu, rồi nó nghĩ sau khi sự thật chan chừng.
cậu nghe nè. Cậu đừng nghĩ xa xôi như vậy, vợ chồng là do số mạng, hãy có duyên là được sum vầy. Bà đừng nói nữa, đó là về đi, bà về đi. Tôi quyết chẳng bằng lòng, tôi sẽ không bao giờ rời xa lượm. Suốt cuộc đời này luôn là của riêng tôi. Cũng bởi tôi thương con lượm nhất ở trên đời, nên tôi mới có ý định đưa nó đi chữa mắt. Nếu nó không đuôi mù tàn tật thì nhan sắc này nó có kém gì ai chứ. Nói như vậy là rõ ràng bà có ý định lợi dụng vợ tôi. Bà bỏ tiền ra cho nó sửa nhan sắc vẹn toàn để mà mua lợi chứ gì. Bà đi đi, bà đi đi, tôi không bằng lòng đâu. Đi đi. Niệm, tôi có tâm sự riêng khó nói nên lời. Cậu à, cậu nên hiểu là tôi á, tôi không có ý gì đâu. Tôi không nghe bà nói nữa. Tôi không để cho ai chia cắt vợ chồng tôi đâu. Không bao giờ. Bà nghe rõ chưa? Không bao giờ. Niệm, cậu nghe tôi nói nè. Niệm. Sao không lượm? Lượm khúc, à? Khúc giải của em đâu rồi? Hả? Khúc giải mà em tính may áo cho anh đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây nè, đây nè, khúc giải của em đây nè. Trời ơi, nè nè, em có sao không? Chân của em sưng hết rồi nè. Trời ơi, dơ hết trơn rồi. Không sao đâu. Dơ khúc giải này, mình mua khúc giải khác mà. Mù khổ quá anh ơi. Mù khổ lắm. Em đừng có khóc nữa. Em khóc làm anh đau lòng lắm. Nếu được đổi lại, em sáng mắt, còn anh sẽ mù thay em. Anh cũng cảm chịu. Không, không bao giờ em nghĩ đến điều ấy. Vì em đâu có muốn cho anh mù. Anh chỉ cần bịt mắt lại để sống trong một giờ tâm tôi, anh sẽ thấy người mù. Họ tha thiết ánh sáng biết bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời tôi tâm. Làm sao được như mong muốn anh ơi, chắc em cam chịu cảnh đuôi mù tâm tôi. Thân phận em sẽ không bao giờ thay đổi, trọn kiếp này đây sống trong thế giới vô hình. Anh thấy, anh thấy Phật Bà Quan Âm em à. Trời, thiệt anh? Thiệt chứ sao không thiệt. Em biết cái trong giấc mơ Phật Bà nói với anh điều gì không? Nói sao anh? Phật Bà bảo rằng. Bảo sao? Em có tâm quan hiền, luôn kính yêu mọi người, nhìn thấy mặt người cha kính yêu, không bao giờ nhìn được ánh mắt của người chồng thương mến. Và nếu sau này có con thơ dài, em cũng sẽ không nhìn thấy mặt con mình. Đừng lượm ơi, em đừng nói nữa lượm ơi, làm cho lòng anh như ai cào ai xé. Anh không thể vô tâm nhìn em chịu đau khổ, khi trong cuộc đời còn hy vọng mong manh. Anh nói gì vậy anh? Hy vọng mong manh là sao hả anh? Thì anh sẽ cầu xin Phật Bà Quan Âm cho em được sáng mắt. Thôi, mình đừng có bàn cái chuyện đó nữa. Bây giờ em lên lưng đi, anh cõng em về. Đi, leo lên. Dạ. Thank you.
Lượm, tối rồi sao mà em còn ra đây làm chi vậy? Hồi chiều anh nói với em đó, mình còn hy vọng mong manh nếu mình chịu thành tâm gian giái trời cao. Em không có muốn mất đi niềm hy vọng mong manh đó nên em ra đây khấn nguyện. Biết đâu trời Phật thương mình phải không anh? Lượm à. Dạ. Hồi trưa anh quên nói với em một chuyện. Phật Bà Quan Âm có nói với anh, mắt em sẽ được sáng lại dễ dàng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy anh? Điều kiện là nếu em được sáng mắt thì vợ chồng mình phải xa nhau em à. Đó là số trời, em nghĩ sao hả Lượng? Còn anh, anh trả lời làm sao? Anh trả lời là thà là em mù mà vợ chồng mình được gần nhau. Anh nói vậy là hổng thương em rồi. Phật Bà hỏi mà anh trả lời như vậy là chết em rồi. Anh Niệm, dẫu em có sáng mắt em cũng nguyện yêu anh trọn đời mà. Sao anh muốn em tàn tật suốt đời? Anh thương vợ bằng cách đó sao? Anh ác lắm. Lượm, Lượm ơi, tại vì anh thương em mà. Đừng, em đừng có khóc nữa. Thôi, 15 ngày hạnh phúc kể cũng đủ quá dài. Anh không ngờ, anh không ngờ con ngài anh phải quyết định lấy số phận của mình. Vậy là anh không thương em rồi. Anh muốn cho em mù luôn mà. Anh không có thương em. Lượm, em đừng có khóc nữa mà Lượm. Anh Niệm, dẫu em có sáng mắt thì em cũng nguyện trọn đời yêu anh không đổi thay. Sao anh nỡ đoạn tình để em mang tật suốt đời? Sao đi nữa khi mơ ước người ta khó lường sự thật
đừng 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 thề em lừa mà anh sẽ tin em mà. Nhưng có chuyện gì vậy tía? Bà chủ hãng phim muốn đưa con sang Nhật hay Mỹ để chữa trị đôi mắt cho con đó. Thiệt hả tía? Trời ơi, con mừng quá. Tía coi nè, con mừng. Con mừng con rung hai chân, tim con nó đập tình thịch vậy đó tía ơi. Anh Liễn, bộ anh không muốn cho em đi, anh không muốn cho em thấy đường như thiên hạ sao anh Liễn? Không, không phải như vậy. Lượng mà, anh muốn lắm chứ. Nhưng mà, trời ơi số đau quá. Hy sinh là chịu những nỗi sầu mất mát chia ly. Rồi em đi tới những miền đất lạ trời xa. Anh đã quê nhà chỉ một thân giò. Còn trong gì cá kia trở về nơi bãi cổ ao nhà. Anh Liễn, anh trả lời cho em biết đi, anh có bằng lòng cho em đi chữa mắt không? Anh nói đi. Anh hãy ráng sống xứng đáng là một con người nghe Liễn. Bây giờ nè, mày có dám nói một lời trước mặt tao là cho con Lượng nó đi chữa mắt không? Dạ. Con xin nghe lời tía. Anh Liễn, em cảm ơn anh. Con cảm ơn tía. Tía sẽ lên gặp bà chủ để báo cho bà biết cái tin này. Thôi, hai đứa ở nhà, tía đi à. Anh Liễn ơi, anh đâu rồi? Anh đây nè, anh nè. Em ơi, làm sao anh quên được mùi cá bạc đầy sông. Anh rủ em đi vớt cá. Em bơi lấy, còn anh ngồi trước mũi xuồng lướt nhẹ dọc bờ sông. Như hạnh phúc vợ chồng ta cũng đã đêm mà xuôi dòng. 15 ngày chung sống anh coi như trăm năm nghĩa vợ tình chồng. Xuồng câu nhớ chỗ ngồi đan lưới, nhớ hơi thở thân thương trong từng tiếng nói giọng cười. Sao anh lại thở dài đau khổ vậy? Em đi trị mắt xong á là em trở về liền à, em không có đi luôn đâu. Anh đừng có buồn nữa nghe anh Liễn. Sông ơi, sông vẫn còn đây. Sông sẽ về đâu cho bên kia nắng sầu. Sông ơi, sông chạy về đâu cho lỡ đời nhau ước dòng chìm sâu. Sao đi ở đợ kỳ dữ vậy ta?
đẹp quá mà nghèo kỳ vậy ta, uổng quá. Nhìn đâu có khác gì tiểu thơ con nhà giàu đúng không? Ây da, kệ bà nó quất luôn. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta, 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 ta. Tiểu thơ là người đẹp nhất trên đời đó. Ba, trời ơi, thần gương gì mà xấu dữ vậy nè. Xíu. Trời ơi, tiểu thơ, tiểu thơ. Trời đất ơi, nàng đã xỉu rồi. Trời ơi, sao mà mong manh dễ vỡ vậy? Thôi thủy tinh để nguyên còn có giá, chứ mà nó bể ra từng miếng thì con đồng miếng là đâu có giá. Bây giờ sao bây giờ? Ở đây không có ai, hay là mình hô hấp nhân tạo cho nàng? Thấy gớm không? Ông mới kéo lên thôi mà tôi tỉnh liền á. Cha nội mà... thần gương mà sao ghê dữ vậy cha? Trời ơi, không phải, tôi không phải thần gương, cô hiểu lầm rồi. Tôi là một người ngu khờ dại dột, đã đem lòng ái mộ cô từ lâu. Hôm nay xin diện kiến. Lấy khăn chậm lại ông ơi, ông kéo thấy ớn quá, không biết có tiền bệnh rồi có xỉn rồi gì không chứ kéo ghê quá. Xin lỗi. Ôi, đừng có kéo nữa, sao không vô đây được? Ai mở cửa trong vô? Dạ, không có ai mở hết trơn á. Vậy chắc ông leo vô đây hả? Người văn minh lịch sự ai làm thế? Cửa không khóa cho nên tôi mới mạo muội vô đây. Để mà tặng cho người đẹp một bó hoa làm quen á. Nánh, qua đâu? Qua đây. Ủa, chết rồi, mới cầm đây mà. Đâu? Chết cha rồi. Làm gì chết? Hoa đang ở dưới. Dưới đâu? Dưới chỗ này khó nói lắm. Trời ơi, hay là cô cho phép tôi làm thơ để mà thay lời muốn nói nha. Thiệt không? Trời nghe thấy tao nhã quá à. Làm hay mới làm nha. Dạ. Mời anh làm thơ. Dạ, cảm ơn. Hoa đây không phải hoa hồng, nó đang nằm dưới bờ mông cô kìa. Hả? Trời ơi, nãy giờ trời ngồi trên má bồng mà không biết chứ. Trời ơi vậy tôi phiền bà lên. Trời ơi, cũng may là không phải bông hồng, chứ bông hồng nãy giờ chắc banh bọng em rồi. Trời đất ơi, thưa cô. Trời ơi, lên nữa, kéo lên nữa. Trời ơi, bà còn hơn tôi nữa. Thưa cô, bây giờ tôi xin tự giới thiệu, tôi là Oanh, kỹ sư lục bộ. Quên, kỹ sư cầu cống. Chỉ số lương 35. Dạ, không phải. Chỉ số lương 435. Dạ, em cần biết chỉ số lương anh là bao nhiêu. Dạ, xin mời ông. Dạ, ưu gì? Mời chứ. Hả? Em mời anh uống nước. Trời đất ơi, xuống 3 cấp mới tới đúng cái tên mình. Cảm ơn cô nha. Gần đây tôi có giao thiệp hội hè với bà chủ, được biết cô mới du học từ Nhật Bổn về. Vậy hả? Trời ơi, gì kỳ vậy trời. Tôi nghe câu này tôi biết ông lầm địa chỉ à. Không, tôi không có lầm. Đây là nhà của bà Hai Sa, chủ hãng phim Dương Lâm mới mua cho con gái, phải không? Dạ phải. Vậy thì tôi đâu có lầm. Tôi nghe bà nói rõ với tôi rằng cô mới hồi hương. Tôi vội vã tới thăm và tặng cô đóa hoa này. Ôi, cô hai ơi, cô là một người tuyệt đẹp đó nha. Tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ. Coi chừng ông ngưỡng mộ hột ra rồi nha. Tôi không xứng nhận nó bông này à. Ôi cô thật khiêm nhường, đó là đức tính của người Nhật Bổn. Bà thường giới thiệu với tôi rằng
ít nói. Vừa mới được hồi hương nên mọi việc đều bỡ ngỡ, nên tôi mới đến để ghi danh ưu tiên làm hướng đạo cho cô hai. À, thì ra là ông tìm cô hai. À, thì tôi nghĩ cô là cô hai đúng không? Vì sao? Vì tôi được biết nhà này chỉ có mình cô hai mà thôi. Sai. Hả? Sai rồi anh ấy. Nhà này không chỉ có một người con gái. Vậy cô đây là? Có thể gọi tôi là chị em đại khái chẳng hạn như vậy đi. Ồ, vậy chẳng hay cô thứ mấy? Thứ sáu. Ồ, như vậy cô là em của cô hai. Vậy mà cô hai kêu tôi bằng chị mới ghê chứ. Xin lỗi, cô nói sao tôi không hiểu. Cô quan hệ thế nào với cô hai nhà này? Không biết quan hệ sao, mà nhất nhất cái gì trong nhà này cô hai đều phải thông qua tôi hết. Vậy à. Chẳng hạn như mình ăn cơm hả chị sao, mình đóng cửa ngủ hả chị sao, mình đi đâu vậy chị sao, nói chung không có chị sao thì không có được gì gì hết cả. Chị sao? Quay qua còn kêu tôi chị sao ơi, trời ơi. Nói vậy chị sao là một người quan trọng nhất trong nhà này rồi. Tất nhiên rồi. Chẳng hạn như bây giờ mà không được sự đồng ý của sao thì không thể nào gặp được cô hai. Ồ, vì sao? Vậy tôi không thông báo rồi làm sao cô biết ra tiếp ông? Có vậy mà vậy tôi cũng không biết. Nói vậy cô đây là... Ở đợ ông ơi. Hả? Vậy cô hai đâu? Sau giường kìa. Thôi đi theo tôi. Thôi cái mặt ông kìa. Quỷ nè. Không phải ở đợ dám hốt tôi lắm. Mặt này cũng không vừa lắm. Bởi cho nó đẹp mà nghèo thiệt thòi dữ lắm. Theo em anh ấy. Trời ơi, ở đợ mà không nói là nãy giờ mình bị hốt. Hên là nhà này cái lối đi nó rộng nha. Nó mà ngang chừng mét thôi là các bạn đã quất bể hai bên tường hết trơn. Sáu ơi, Sáu, đợi quanh đó Sáu ơi. Ta lạc đến cung trăng hằng nga giang thế, quanh xin phủ phục nghiêng mình chào người đẹp. Chào ông. Chào cô. Tôi xin giới thiệu với cô, tôi là kỹ sư Quanh, nhưng mà xin cô hai cứ gọi tôi là anh ba Quanh cho nó thân mật. Tôi với ông chưa có quen nhau sao mà vội vàng gọi là thân mật được chứ? Không có vội vàng đâu cô. Bây giờ Quanh sẽ hỏi cô từng câu một nha. Có phải cô mới đi du lịch ở Nhật Bản về không? Phải. Thì sao? Đó là tôi muốn tôi là người đến trước để nhận lấy công đầu. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan. Tôi tới đây coi như tôi tới trước hơn người. Ông tới trước hay sao vậy?
nhật bổn mới trở về quê nhà. Tôi nghĩ không ra rồi, ai chỉ ông tới đây? Do bác hai má cô chỉ lại, giới thiệu với tôi về cô, tôi ái mộ thiệt tình. Bà nói cô hai là con ruột của mình, nhan sắc khuynh thành không kém một ai. Ông qua lời khen khiến tôi xấu hổ, vừa mới quen nhau xin chớ nói đùa. Mẹ tôi khen tôi chuyện cũng phải thôi, nhưng riêng phần tôi hay mặc cảm với mình. Mà nói chuyện đẹp trên mình tôi đầy vết thẹo. Cô té hả? Trời ơi, tội nghiệp quá chừng. Như vậy là thở ấu thơ đó ha. Chắc là không ai ấm bồng cô sao. Hồi nghe bác nói là cô rất đẹp, tôi đâu có tin. Nhưng giờ đây gặp mặt, tôi nghĩ hằng Nga Tây thì tai thế, thì họ cũng kém thua. Cô đi du lịch ở Nhật Bổn mới về, tôi thấy nét mày cô như phú sĩ sơn, và đôi môi cô tươi thắm như mặt trời hồng. Cô đem về nhà vẻ đẹp sư phụ tan. Ông nói chuyện nghe vui quá à. Vui hả cô? Vui hả? Vui thì tôi nói nữa nha. À, bây giờ quanh hỏi cô thứ hai nha. Cô ở bên Nhật, cô hai ăn đồ Nhật nè. Rồi cô ai mặc đồ Nhật nữa? Trời ơi, tướng cô hai mà mặc đồ Nhật thì chắc chắn là sẽ đẹp hết chỗ chê. Tôi ở Nhật tôi không có thấy gì vui đó, không có đẹp gì hết á. Ở xứ mình đẹp hơn. Tối ngày tôi cứ ở bệnh viện hoài à, tôi đâu có đi đâu đâu mà đẹp. Hả? Đi qua Nhật mà sao ở bệnh viện? Không có đi học, đi làm gì hả? Không, ra viện là tôi về đây ngay đó. Nhớ nhà muốn chết luôn á. Khi ra viện là tôi đòi má tôi đưa tôi về nhà liền à. À, tôi nhớ ra rồi. À, má tôi kêu ông tới đây phải không? Đúng rồi. Bây giờ là quanh hỏi câu thứ ba nha. Ừ. Có phải là bác mới mua căn nhà này cho con gái ở Nhật Bổn về ở không? À, tôi nhớ rồi. Ông là kỹ sư cầu cống phải không? Đúng. Như vậy là má tôi kêu ông tới đây để sửa cầu. Vậy dạ, không phải đâu. Thiệt ra tôi tới đây là để đáp lễ bác hai. Và cũng để được nhìn cô. Hy vọng mình sẽ làm quen. Ông muốn quen hả? Quen với tôi để làm chi? Mình kết bạn bước đầu tốt đẹp. Kể đến sau này. Sau này để làm gì? Cô hai ơi, tôi nghĩ rằng tuy mới gặp nhau có lần đầu tiên, nhưng chúng mình hãy nói thật với nhau những điều cần nói. Tài lực, bản thân, tâm hồn, lý tưởng, để cảm thông mà đi đến chuyện lập gia đình. Cái gì vậy trời? Cái bước đầu mình làm quen, mình làm bạn thân tình. Ý, đâu có được. Tôi ý ông á là quơ là quắc à. Khi khổng khi không khi a thần phù. Kết bạn làm chi? Để từng bước đến chỗ thâm sâu, thì tiếng tình yêu mới hồn nhiên đi tới. Lần đầu tiên tiếp chuyện với cô, tôi thấy xuyến xao xao xuyến trong lòng. Ông nói chuyện giống tài tử cine quá à. Tôi thấy mấy ông tài tử cine đóng phim á, hay nói hao hao văn giống như vậy lắm á. Tôi chỉ nói thật những gì tôi nghĩ thôi. Tôi tin rằng. Khoan đã, không lẽ thế ai kết bạn là cũng đi đến hôn nhân hay sao? Chắc chắn vậy mà cô hai. Tôi không tin. Cô hai không thấy những người cô đơn, họ thường qua lại tìm bạn bốn phương mà còn yêu nhau nữa. Huống hồ chúng ta đã biết mặt nhau, tôi với cô lại còn tương xứng. Cô
cô hai à, cô hai nghĩ lại coi, cô hai vừa đẹp lại vừa hồn nhiên đôn hậu. Vừa gặp mặt cô tôi như bị liền tiếng sét, còn gia đình tôi thì rất mừng sang giàu. Như vậy là ông chưa hiểu hết tình yêu. Sự giàu sang chưa hẳn là một định đề tuyệt đối. Ông hiểu không? Tôi với cô hai tin là rất hợp, chắc chắn sau này sẽ nên nở nên duyên. Ê, ông làm gì kỳ vậy? Tôi làm kỹ sư chứ đâu có gì kỳ. Bây giờ anh nói câu số 4 cho cô nghe nha. Tôi là một con người giàu có thứ nhì của đất Sài Gòn này đó. Nè, ông giàu có thì kệ ông, tôi không có giỡn với ông đâu à nghe. Không, tôi xin nghiêm chỉnh, thành khẩn cầu hôn với cô mà. Ông nói cái gì? Ông cầu hôn tôi hả? Ông nói chơi hay là ông nói thiệt vậy? Hoàn toàn nói thiệt. Vậy tôi cũng nói thiệt cho ông biết, tôi là gái đã có chồng. Hả? Có chồng rồi? Tôi không tin. Tin hay không là tùy ông. Tôi đi à? Cô, trời ơi, cô làm ơn nắng lại cho tôi nói cạn lời cái đã cô. Nói gì? Cây rừng mà hoa kiển trên ngàn, con cá mà dưới biển rùng mình qua. Hoài. Bây giờ mới dở lẽ tôi mới biết mình mọc sừng. Xin lỗi ông. Không có lỗi phải gì hết. Tôi đã theo dõi cả tháng này, bây giờ mới đụng độ một cái rừng. Một cậu công tử đẹp trai, hào hoa phong nhã, nhà riêng hò hẹn. Quá rồi. Vậy mà tôi tưởng chỉ có mình tôi biết chỗ này thôi chứ trời. Không có bệnh gì hết phải không? Mày biết tao là ai không? Ông có biết tôi là ai không? Mày là thằng con nít mà đi o bà già. Ông là thằng trai già mà đi o con nít. Trời ơi, vợ tôi mà nói con nít nè trời. Hả? Vợ của ông hả? Vậy là ông là tài tử Sine à? Tao là cha của tài tử Sine nè mày. Ông là cha của ai kệ ông chứ. Dù sao ông không có cớ gì mà để hành hung tôi hết trơn á. Tôi nói cho ông biết, lỗi này là do má vợ của ông. Đây là con gái bà chưa có chồng, vừa đi du lịch bên Nhật bổn mới về. Bà bảo tôi đến đây cho biết mặt, trước là làm quen sau tính chuyện hôn nhân, cho nên tôi mới nhanh chân chạy tới đây cho kịp. Như vậy mày đã ngang nhiên công nhận, mày đã yêu và tiến tới hôn nhân. Mày biết điều sau này đừng cho tao gặp mặt. Đừng tưởng tao già mà tao chịu nhịn. Tao sẵn sàng đánh ghen và sẵn sàng vô bót. Ông tự do ghen nhưng đừng hù dọa tôi. Già như ông mà còn mê gái là hết xài. Trâu già rồi sao còn thích gặm cỏ non. Nhưng mà thôi, tôi không cần nói với ông nhiều. Tôi về, tôi nói lại với má vợ của ông. Xin chào bác Hai Dê. Ủa, thằng đó nó nói vậy làm sao ta? Má vợ mình làm đám giỗ mấy lần rồi mà. Ôi chết mẹ, hay sơn sát vô làm nhà. Không phải, mình thấy rõ ràng vợ mình ra vô căn nhà này mấy lần mà. Nếu không phải là nhà của bà thì là nhà của ai? Nhà của tôi. Nhà của cô. Có vậy là chết cha tôi rồi. À, tôi nhớ vừa
dường như cô quen quen là có đóng quần chúng cho phim tôi không? Không có đóng gì hết á. Tôi lại nhớ tôi chưa bao giờ quen biết ông hết. Ông là ai mà tự nhiên vô nhà người ta rồi lảm nhảm cái gì vậy? Tôi thành thật xin lỗi cô. Chắc tại tôi nhìn cô giống vợ tôi. Không lẽ mình trông gà quá cuốc ta? Tôi rình cả tháng rồi chứ. Theo dõi cả tháng thấy rõ ràng lắm nó nhào vô mà sao vậy? Thôi, ông đừng có lải nhải nữa. Ông chịu ra khỏi nhà tôi chưa? Nếu không tôi mời cảnh sát đó. Được rồi, để tôi đây. Nhưng chắc chắn tôi sẽ trở lại đây để tìm ra sự thật. Chào cô. Hôm nay là ngày gì mà gặp toàn là những chuyện đâu đâu không à. Má mình cũng kỳ nữa. Hẹn người ta tới coi mắt mình mà không nói cho mình biết trước. Sao? Sao à? Quên nữa, chỉ đi đám cưới rồi mà còn kêu cái gì. Điên cái đầu quá rồi đó. Nhà có hai đứa con gái mà cửa ngoài không đóng, rồi có trộm cắp nó vào á, làm sao không biết nữa. Má, đi đâu từ sáng tới giờ làm con đợi má muốn chết luôn vậy đó. À má, phải má dặn cái ông kỹ sư tên Quanh tên Quẹo gì đó tới đây để làm quen với con không? Má có giới thiệu với cậu ấy về con gái xinh đẹp đáng yêu của má. Cậu ấy đâu rồi con? Dạ, về rồi. Mới ra khỏi cửa chừng 5 phút gì đó à. Má, nhưng mà tại sao má lại làm như vậy? Trong khi con đã... Thôi mà con, má đã nói với con nhiều lần rồi. Con còn nhắc làm gì tới cái thằng đó nữa chứ. Má, nhưng mà là ảnh là chồng của con mà má. Đó là lúc con mù kìa. Chứ còn bây giờ... Má nói kỳ quá à. Không lẽ khi được sáng mất ra con lại phải thay chồng đổi vợ sao má? Má đâu có nói vậy. Nhưng má biểu con quên anh Niễn đi lấy chồng khác mà. Như vậy là... Con có biết tại sao á người ta đặt cho nó cái tên là Niễn không? Đó, ngay cả cái tên nó mà con cũng không nghe lạ hay sao? Con có biết mặt mũi nó ra làm sao đâu mà con nói con yêu nó chứ. Ngày trước chẳng qua là... Má, con xin má đừng nói như vậy nữa. Con không muốn nghe đâu. Con muốn gặp lại anh Niễn. Tại sao con về đây lâu rồi mà má cứ lần lựa không có cho con về Vĩnh Trạch à? Nếu không cho con về á thì má cũng nên đánh điện tính gì đó cho tía hay là anh Niễn để anh lên đây cho chúng con thấy mặt một lần rồi. Chừng đó chúng con... Lựa mà. Bây giờ á thì má cũng nên nói cho con nghe một sự thật. Con ngồi đây đi. Con bình tĩnh nghe má nói nè. Có chuyện gì vậy má? Cái ngày con qua Nhật chữa mắt cũng chính là cái ngày mà thằng Niễn nó bị chìm xuồng chết rồi. Má, có thật như vậy không hả má? Anh Niễn, chồng con đã chết. Chuyện quan trọng như vậy thì làm sao má có thể đùa với con được chứ. Má nói thật đó, thằng Niễn nó đã chết rồi. Chết rồi? Chồng con đã chết rồi anh Niễn. Đâu còn gì đâu. Sống được nếu mất anh. Anh Niễn ơi, má ơi, tại sao anh Niễn chết? Má ơi, má nói con nghe đi. Anh Niễn ơi, anh Niễn. Con ơi, bình tĩnh lại đi con. Con đừng làm má sợ. Niễn ơi, con.
Tại số phận của con, khi sáng mắt ra là phải mất chồng, có ai cưỡng lại được số phận đâu con. Nghe lời má, con đừng buồn nữa. Con khổ lắm má ơi. Hồi trước anh nói Phật bà nếu cho con sáng mắt thì vợ chồng phải xa nhau. Tưởng anh sợ xa con nên đặt điều như vậy. Nào ngờ linh cảm bao trước cho con điều tai họa khi con rời khỏi quê nhà. Cảnh vật xinh tươi sao con nghe lòng tay tê buồn tàn. Vì đâu còn thấy người chồng yêu dấu, đã từng vì con mà cực khổ một mình. Con hãy quên đi dễ dàng một thời tối tăm. Cưới cô gái mù làm vợ, dịu dắt từng bước chân, chăm lo từng giấc ngủ. Má ơi, rồi nay anh liền dội bỏ con đi, dẫu mai sau con sống giữa sắc màu rực rỡ. Con đừng có nói như vậy. Hạnh phúc cuộc đời nhiều màu sắc lắm con à. Con còn trẻ quá mà, làm sao con ở vậy thủ tiết cho tới già được. Được, con làm được mà. Con đừng nói bậy vậy, không nên đâu con. Con nói thật chứ không có nói bậy đâu má. Lượm, con là con của má mà. Đứa con mà má xẻ thịt bánh da để cho con được ra đời, nhưng mà má để cho con lưu lạc. Nay má muốn đền lại tội lỗi của mình, má muốn con được hạnh phúc. Nếu nay mà con biết thủ tiết thờ chồng, con không vui thì má đâu có được yên lòng. Con xin lỗi má. Lòng con nghĩ sao con nói vậy? Anh niễn chồng con tốt vậy, con kiếm cả đời cũng không có thấy được ảnh đâu má. Con xin lỗi má. Lớn, khách khứa nào nữa đây? Cô Hai. Ê, à, anh Hai mới lên hả? Dạ. Con Thịnh nó cho anh biết con Lượm nó ở đây phải không? Dạ phải. Cái thằng này, có ngày tôi đuổi nó đó. Sao lại đuổi thằng Thịnh hả cô Hai? Nhiều chuyện. Tại nó thương tình cha con tôi. Tuy là cha nuôi, nhưng mà tấm lòng tôi thương nó khác chi là ruột thịt. Mười mấy năm trời dưỡng nuôi, làm cha thay mẹ ấm bồng đút sữa mắm cơm. Thằng Thịnh biết tôi mong
đợi từng ngày. Nói viết thơ nó bảo đừng tiết lộ chuyện này. Tôi nghĩ cô không có gì ám muội, nên thật tình tôi nói khiến nó bị già lây. Tôi giận là giận cái miệng nó thài lai kìa. Chứ còn cái chuyện nó cho anh hay lên đây gặp tôi á, theo tôi cũng tốt chứ có gì đâu. Hơn nữa tôi cần phải gặp anh để bàn cho ra lẽ chuyện con Lượm đó. Tôi sợ thằng Niễn nó hay, không tiện. Tại sao lại không tiện? Thằng Niễn nó đợi con Lượm ngày đêm, nó nghe tin vợ nó về ra nó muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà anh lên đây thằng Niễn nó có theo lên không? Được thư thằng Thình, tôi mừng quá, tôi lên liền à. Nóng ruột quá mà, gần 2 năm rồi chưa kết ỏi gì sao. Ủa, mà cô Hai hỏi thằng Niễn phải không? Nó sắp lên rồi đó. Ờ, cô Hai, mắt con nhỏ làm sao rồi hả cô Hai? Nó sáng mắt rồi chứ làm sao. Ôi, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Bây giờ nó đâu rồi hả cô Hai? Nó vừa ra bưu điện. Nó làm gì ngoài? Đánh điện cho anh hay chứ làm chi. À, tính về ghé mua sẵn lít rượu để dành anh lên anh uống đó. Vậy hả? Trời ơi, con nhỏ nó có hiếu cho nên trời Phật thương nó thì phải mà. Nhưng trời Phật thương nó mà thương không trọn. Xui khiến gì đâu á, khiến cho nó gặp phải cái thằng xấu quắc. Cái mặt á thì nám đen thù lùi. Kìa kìa, cô nói lạ không? Hai đứa nó nên duyên, chớ không phải chính tay cô sắp bày. Thôi anh đừng nhắc, anh với nó đâu phải là ruột thịt, nên đâu thấm thía được nỗi đau lòng. Cần gì ruột thịt mới biết đau lòng. Bà con sớm nhìn thấy vợ chồng nó không xứng lứa vừa đôi là họ cũng tiếc thương lắc đầu chém miệng. Ôi, ở nhà quê hay kiếm chuyện cái xăm xì, chứ thật tâm á, họ đâu có tiếc thương gì. Anh đừng học đòi lý luận lối thôi. Không đâu, họ xăm xì là cái chuyện chữ quan đẻ lên, chứ vợ chồng thương nhau anh thì tối gì họ sầm thì cho mệt cô Hai ơi. Sao bây giờ mới lòi ra cái móc hồng của anh đó? Trời ơi, tôi có móc hồng ai đâu mà cô nói vậy. Thôi đi, anh đừng có giả mù sa mưa, cứ hỏi đố tôi hoài à. Tôi biết rõ mà, anh đang chửi xéo tôi mà. Anh với thằng rể anh thật xứng ghê nơi. Bởi vậy bao giờ anh cũng lo anh binh vực. Tôi nói lẽ công bình chớ có gì mà binh vực. Công bình gì? Dạ nói đi, nói cho tôi nghe thử nè. Khi gái bông lại cắm bãi cực trâu. Cô đừng quên củi tre giấy nấu chồng xấu dễ xài. Nhưng chưa hạm chi bóng sức cho nó đọa đài tâm thân. Hơn nữa hai đứa trước kia là vợ là chồng. Tôi mong cô đừng bao giờ rẻ thuy. Anh chưa từng làm cha mẹ nên anh chưa hiểu được nỗi lòng của mẹ. Tôi thương con tôi thì tôi có quyền lo hạnh phúc về sau của nó được vuông tròn. Lòng mẹ đẹp như tiên vậy đó anh. Nhưng cô tiên đó là gái đã có chồng. Muốn chọn đẹp cô cần phải có trái tim chung thủy. Trong tâm hồn con người Việt Nam đều nghĩ là cô tiên phải đem yêu thương gieo hạnh phúc cho mọi người.
thiệt với anh á, là tôi bối rối trong lòng dữ lắm anh hai à. Sở dĩ con lượm nó về mà tôi còn giữ nó ở trên này là bởi tôi sợ nó dũng suy, sau này nó sẽ khổ. Nỗi lòng của người mẹ tôi chỉ thương con chứ không hề coi bạc nghĩa bạc tình, anh đừng hiểu lầm tôi. Cô thương con á, cái chuyện đó tôi biết lắm, nhưng mà cô đừng biến nó thành cái thứ quên nguồn, quên cội, quên thủy, quên chung, ham chuộng tiền tài. Hơn nữa, đã là người tốt đẹp á phải có lương tâm, phân biệt chánh tà chứ. Nhưng anh thử hình dung cái mặt của thằng Niễn coi, con lượm nó nhìn thấy rồi nó sẽ nghĩ làm sao? Tôi thì nghĩ con lượm không tham phú phụ bằng, không ham bóng sắc để làm người vong tình bội nghĩa đâu. Vậy thì bây giờ anh với tôi đánh cá đi. Cá cái gì? Con lượm nó thấy thằng Niễn rồi á, nó sẽ bỏ phải không? Ừ. Sở dĩ tôi cầm thằng Niễn lên đây á là vì tôi không muốn nó đau, nó đau lòng đó anh biết không? Trời ơi, cô tốt quá cô hai. Cô đã tính buộc con lượm để trở lòng là phản bội phải không cô hai? Chứ không lẽ... Không lẽ sao? Không lẽ anh nỡ để con lượm chôn trong vòng tay của đứa tàn tật quê mùa sao? Thôi, cô đừng có nói nữa. Cô hai, không phải tôi muốn cướp công sanh đẻ của cô đâu, nhưng mà hùng dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà họ đành lòng quăng núm ruột của mình như quăng một cục nợ một cách thản nhiên. Họ đành giết con giết cha chỉ vì muốn giữ gìn thứ danh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh anh hai. Công của anh dưỡng nuôi nó, tôi mang ơn suốt đời anh hai à. Nhưng anh cũng phải nghĩ tôi là mẹ của nó, tôi có quyền chọn điều tốt đẹp cho con tôi chứ. Anh làm sao hiểu được tôi thương con tôi tới mức độ nào? Tôi không thể nào nhìn nó đi chung với cái thằng mà... Thằng gì? Nè, tôi nói cho cô nghe, cô không nói như vậy được. Tôi đã gả nó cho thằng Miễn một lần rồi, cô không thể gả một đứa con gái tôi hai lần. Cô hai à, sao mà cô mau quên quá vậy? Hồi đó ông hội đồng chia rẽ cô với thầy giáo Lợi, chắc là cô đã từng khóc biết bao nhiêu nước mắt. Rồi nãy cô tính chia rẽ lương duyên vợ chồng thằng Niễn để cho hai đứa khóc thương vời vợi qua hai bên sông. Lòng dạ con người ta như nước chảy qua cầu, ngày nào cô khóc tưởng chừng như khi bị mẹ cha ép buộc chia rẽ phương loan. Sống hết đời mới biết cha mẹ khôn ngoan. Dạ biết đó, tôi hối hận lắm vì muốn giải ra làm buồn lòng cha mẹ. À, thì ra cô chọn sự khôn ngoan vô tình bạc nghĩa, mặt hai đứa dại ngu tha thiết vẹn chung tình. Trời ơi, có gì mà anh tức tối với tôi dữ vậy anh hai? Tức chứ. Trời ơi, chuyện đâu còn có đó gì tới lạc giọng dữ vậy. Nhưng mà cô biết cái điều á, thì tôi còn nói tình nói nghĩa. Chứ cô mà nói nó lì cái kiểu này á, con lượm là con tôi chứ không phải là con cô đâu. Nè nè, đây,
giấy tờ nè. Con là Nguyễn Thị Lượm, cha là Nguyễn Văn Tất. Đó, rõ ràng không? Con thấy chưa? Chưa thấy nữa đây. Trời, tên xấu quá. Tự nhiên cái Lượm, người ta đặt qua Hồng, qua Cúc, qua Huệ, qua Lan gì không đặt. Xấu. Trời, xé. Xé rồi sao? Bà nỡ nào. Cô nỡ. Xé hả, còn nữa nè. Đó, cô coi đi. Một chồng lắm. Đồ chơi già mắc dịch. Nè, bây giờ anh nghe tôi hỏi nè. Ai sinh ra con Lượm? Cô. Rồi ai lo chữa mắt cho nó sáng? Cô. Rồi ai lo cho nó áo lược quần là, cho nó đẹp như tiên? Cũng cô. Vậy thì anh nói làm sao? Anh nói làm sao nó không phải là con của tôi? Khai sanh rõ ràng. Nhưng mà tôi hỏi cô, vì cớ gì mà cô ép gả con Lượm chứ? Trời ơi, sao tôi nói cả chục lần mà anh không hiểu gì anh hai? Tôi muốn con Lượm nó được giàu sang sung sướng. Một bước ra đường, lên xe xuống ngựa, tôi muốn cho con tôi có hạnh phúc. Vậy tôi hỏi cô này, cô ở với người chồng này của cô phải không? Cũng giàu sang như ai phải không? Mà cô có hạnh phúc không vậy cô? Ủa sao cô cà lâm à? Cô cà lâm thì phải không? Nếu mà có hạnh phúc thì cô đâu phải vất vả ngược xuôi, ghen tương, đau khổ. Nếu hạnh phúc thì việc gì cô phải tới cái hãng phim rình rập ngày đêm, để rồi cuối cùng đầu hai thứ tóc mà phải chứng kiến cái cảnh người chồng sao suýt chút nữa là phá hoại tiết trinh của đứa con gái lạc loài rồi. Thôi, anh đừng có nhắc nữa. Cô muốn tôi đừng nhắc á, thì cô hãy ngưng ngay cái chuyện chia quyên rẻ thúy. Thấy không? Đừng có mà có người tìm cô đó. Thôi, tôi đi ra bến xe đón thằng Niện, để coi cô có thực hiện được cái âm mưu ác độc của cô không cho biết. Đó, người chồng yêu quý cô đó. Bà làm gì ở đây? Tôi làm gì ở đây thì kệ tôi. Ông hỏi làm gì? Tôi là gì của bà mà tôi không được quyền hỏi? Bà muốn tôi hỏi hay là tôi nhờ thừa phát lại hỏi bà? Nhà này của ai? Của tôi. Mua hay mướn? Mua. À, bà mua nhà ở với nó phải không? Trời ơi, bà ở với tôi có mấy mặt con rồi mà bà sanh tâm làm cho tan nát gia đình. Ông nói nó là ai? Một thằng kép trẻ thị thành với một ông già nhà quê đó, bà biết chưa? Sao không trả lời? Mà bà còn nhịp cắn, đã ngoại tình mà bà còn nhịp cắn chọc quê tôi. Bà không nói tôi tự thiêu cho bà coi. Tôi mà thành làm gì dữ vậy? Dữ cái gì? Bà làm sao bà hiểu được? Trời ơi, tôi đã lầm tin ai để trao trọn trái tim và mối tình chung thủy. Rồi giờ đây người ta phụ bạc làm cho tôi tan nát cả linh hồn. Bây giờ xa chê tôi xấu nên mới học đòi theo thói trăng qua. Phải chi chỉ có một thằng tình nhân trẻ tuổi của bà thì không nói làm chi. Đằng này cái lão đó có hơn gì tôi chứ. Uổng công súng tét nuôi cò, cò ăn cò lớn có giò cò bay. Nó bay rồi.
khỉ á. Già rồi mày đặt danh bậy nữa. Ông làm như là tôi mất nết với ông vậy. Sao không ghen cho được chứ? Ông ngồi xuống đi. Ông ngồi xuống đó nghe tôi nói nè. Chuyện gì? Ông còn nhớ con Lượm không? Con Lượm có nhớ. Ông còn nhớ cái chìa khóa 2 năm trước không? Có. Rồi sao? Còn hỏi sao nữa hả? Chuyện con Lượm á, đã làm cho tôi mất ngủ quên ăn. Mai là chưa xảy ra chuyện xấu hổ tài tình, tôi âm thầm cắn răng để giải quyết cho mọi chuyện vuông tròn không ai biết ai hay. Cái chuyện đó đã chấm dứt từ lâu. Tôi thắc mắc là thắc mắc cái nhà này nè. Con nhỏ nhà quê sao có tiền trong tay? Chính tôi bỏ tiền ra mua cái nhà này. Nói vậy con Lượm chính là con rùa của tôi. Trời đất quý thần ơi, tôi có nghe lầm hay không? Không đâu, tôi tin là ông nghe rất rõ ràng. Trước khi về với ông nên nhà nên cửa, tôi đã lỡ lầm mang một cái quan. Sợ xóm giềng đàm tiếu mỉa mai, ba má của tôi đưa tôi đi lên Sài Gòn ở đâu với người quen. Xin nợ xong tôi bị ép lấy chồng, đứa bé mới ra đời đã bị buộc chôn đi. Giống phim vậy. Nhờ một người dân quê tốt bụng cứu đem về nuôi trong cảnh khó nghèo, đuôi tối cho tới nay, cho đến cái ngày... Thôi bà đừng có nói nữa. Tôi đã hiểu rồi. Đàn bà gần 2 thứ tóc trên đầu rồi, tôi mới hiểu được đàn bà. Làm sao bà có thể giữ bí mật tài trời này gần mấy chục năm nay? Phải mà, gần 20 năm nay tôi ở với bà không phải nên trời trừng phạt tôi. Trời ơi, ông có thiệt hay là không? Mà sao ai làm gì ông cũng biết hết vậy? Vậy rồi con Lượm nó ở với ai? Ông. Ủa, trời ơi, mày đi đâu đây? Đi ra đi, chỗ tao đang giải quyết chuyện gia đình. Đi đâu? Tôi đi tìm vợ tôi. Vợ tôi đang ở trong nhà này. Ba vợ của tôi nói với tôi như vậy mà. Vợ tôi đâu? Mấy người làm gì vợ tôi? Vợ tôi đâu? Hả? Mày đừng có hỗn láo nghe. Đi ra. Cái thứ đồ tàn tật ngu đần biết cái gì mà nói. Thôi 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 thôi, mấy người nói nhỏ một chút có được không? Còn thằng Niễn nữa, ông nhà tao nói phải đó. Mày ngu lắm, ngu lắm, mày về đi. Ông bà nói tôi ngu hả? Tôi ngu mà hồi đó tôi dám đánh cho ông để cho em cái chìa khóa phòng có Lượm. Nhờ ngu mà tôi được người ta cho tiền cưới vợ em về nhà quê. Cho tới bây giờ người ta cũng còn chửi tôi ngu. Nên vợ tôi về đây người ta vẫn không một lời bao biện. Nếu mà ngày xưa tôi khôn hả, vợ nên chồng là do sự sắp đặt của vợ tao. Bây giờ thì ông mới biết ra sự thật thì đã quá muộn màng rồi. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của ông, tôi không cần biết tới. Tôi chỉ muốn biết là vợ của tôi đâu, Lượm của tôi đâu. Lượm ơi, Lượm. Nè 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 nè, cái gì mà la lối ông sờm vậy? Niễn, bình tĩnh đi con. Có gì thung thẳng rồi giải quyết. Có tí đây, không ai ức hiếp gì được con đâu. Bây giờ ai muốn cái gì nhào vô. Dạ, hoài quá ha. Rồi sao, bây giờ giải quyết sao đây? Muốn sao cũng được, tôi chỉ cần trả vợ lại cho tôi thôi. Không trả thì không xong đâu. Sao bà không trả cho nó đi? Tôi định... Định chia rẽ vợ chồng nó chứ gì. Tôi không bỏ qua cái chuyện này đâu. Thôi, dẹp. Cái chuyện này lộn xộn quá. Chuyện mấy người tự giải quyết đi. Tôi không có dính líu gì tới nữa. Tôi đi cho nó êm chuyện. Tạm biệt nha. Giờ sao cô hai? Chuyện này cô tính sao? Má ơi, con nghe có
cái giọng nói của ai. Hình như là... Lượm, con nghe giọng nói này, con biết là ai không? Tía. Lượm. Tía ơi, Tía ơi, con nhớ tía quá tía ơi. Lượm, sao mắt con sưng thế này? Dạ, con khóc hay tin anh Niễn chết. Tía, vì sao mà chồng con chết vậy hả tía? Ai nói với con là chồng con chết? Thì tía đánh Niễn cho má con hay. Tía còn biểu má con phải giấu con nữa. Nữa? Cũng cô nữa. Cô nỡ làm như vậy sao hả cô hai? Tía, nói vậy là chồng con chưa chết hả tía? Anh đâu rồi hả tía? Thôi, lại đây. Lượm. Dạ. Con nhìn xem có biết đây là ai không con? À! Phút giây này xin ghi mãi trong tim. Nghĩa vợ chồng đồng âm biết bao nhiêu. Rồi mai đây dù sao vời vẫn đôi. Chẳng bao giờ ta phụ tình nhau. Rồi mai đây dù sao vời vẫn đôi. Chẳng bao giờ ta phụ tình. Mình về đi tía. Anh Niễn. Tía, có phải anh Niễn đây không? Tiếng của anh Niễn đây mà. Không, không, tôi không phải. Anh đừng giấu em. Tía, anh Niễn phải không tía? À, nó đó. Tía. Con thương nó nổi không con? Tía ơi, con đi về tía ơi. Anh Niễn, đúng là anh rồi. Anh ơi, sao anh định bỏ em? Em có lỗi gì đâu chứ. Tía ơi, sao chồng con không chịu nhìn con vậy hả tía? Niễn, lại đây tía biểu nè. Dũng cảm lên đi con. Lượm mà, bằng cách nào đó tía muốn con xác nhận lại một lần nữa, con có chắc thật là chồng con đây không? Phải rồi tía ơi, mồ hôi của chồng con thơm mùi rạ mơi. Anh Niễn, hồi trước em không có thấy đường, vậy mà mỗi khi đi ruộng về, tuy còn một khoảng cách xa xa, em đã nhận ra hơi hương của người chồng mà em muốn em thương. Vì mùi thơm tho từ thân thể anh em đã quen rồi. Dù lâu nay hai ta người góc biển ngang trời. Hình dạng xấu xa như ma như
cùng nhau chung sống thì vợ con phải hy sinh một thời qua hương sắc tươi hồng. Ngày xưa anh cõng vợ đi, anh ngẩng đầu hạnh diện. Bây giờ anh ra đường, anh cúi mặt tủi thân. Giờ đây anh dành chọn lựa cho em, đừng vì dữ luận khen chê mà quan phí một thời xuân sắc. Dẫu biết rằng trọn kiếp này anh phải xa em, thì câu hạnh ơi. Sợ gì thằng niên gom hết đau thương nói ra cho trọn lời xé ruột. Nó nghĩ thà có nói ra sao thì cứ nhìn rõ mặt một lần còn hơn hành hạ nhau, vì mặc cảm trong đời sống vợ chồng. Nó cho con đi chữa mắt là do lòng cao thường, bây giờ con cũng rõ là tại sao nó đau đớn tiễn con đi. Mặc dù ai cũng ngợi ca chung thủy tình yêu, nhưng thực tế mỉa mai để làm tình yêu mang thương tích. Một vết xước cứ lỡ lối ngậm mòn tình yêu dần chết, khi chung quanh con còn biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú lại sang vào. Vì vậy mặc dù tuy rất buồn khi thấy hai vợ chồng con xa nhau, nhưng tía cũng đồng ý dành quyền cho con lựa chọn. Lượm, Lượm ơi, má có lỗi với con nhiều lắm, nhưng tất cả cũng chỉ vì má muốn bù đắp cho con. Bây giờ tôi mới nghe cô nói cái câu này được đó nghe. Má, má ơi, con không trách má một chút nào hết. Dù má chưa có một ngày ẵm bồng nuôi con khôn lớn, nhưng con không có ba má thì con đâu có được như ngày hôm nay. Con cảm ơn má đã cho con
nhìn thấy cuộc đời này. Nhưng con xin má, hãy nhận nơi con một lại này để nói lên trọn lời nguyện ước. Với tia con mang ơn tái tạo, còn với anh niệm, má ơi con cần anh ấy từ buổi đầu tiên chung sống, vì chúng con đã cùng nhau kết chặt mối tơ. Nghe chưa, con nhỏ nó làm mà nó thiệt tôi muốn khóc vậy đó. Nhớ chuyện nhân tình nghĩa khí ngày xưa. Lượm ơi, chắc có lẽ kiếp trước anh trọn đường tu nên kiếp này mới được em làm vợ. Tía ơi, lời lẽ vợ con chân thành tha thiết khiến con tự thẹn là đã có lần con ích kỷ xấu xa. Con đã muốn ngăn không cho vợ con đi chữa mắt ở phương xa, vì sợ mất người mà mình yêu quý. Cái hoạn nạn, cái nghèo, cái khổ đã làm cho con người ta đôi lúc thiếu tự tin. Con xin lỗi tía má, xin lỗi em, người do tròn vẹn thủy chung, dầu suốt kiếp anh cũng khổ đền nợ đáp nghĩa. Không đâu niệm, bác đây mới là người có lỗi. Gặp gỡ muộn màng, lòng nhân hậu của con khiến ma càng thêm tội hồ. Anh hai ơi, ơn của anh tôi làm sao đền trả. Hai đứa nó trọn bề là tôi thoái và yên tâm. Tôi hiểu rồi mà anh hai. Từ nay tôi sẽ hết lòng chăm lo cho tương lai con tôi, không để cho nó thiếu một thứ gì đâu anh hai à. Má, con không cần gì đâu má. Cuộc đời con như vậy là đủ lắm rồi. Có tía thương con, dưỡng nuôi con từ tấm bé, con nhìn lại được má ruột của mình, cứ tưởng là như trong mơ. Anh Niễn, được sống như người chồng xấu xí, nghèo nàn như anh là em hạnh phúc lắm rồi. Con xin trả lại tất cả của cải vật chất phù du này, để con được về với đồng ruộng, với tía con, với người chồng chung thủy hiền hậu của con. Lượm, con bỏ má sao lượm? Niễn, tụi con còn giận má sao Niễn? Dạ dạ không đâu má, tụi con sẽ thường xuyên lui tới thăm má mà. Còn sản nghiệp này má cho con lượm mà. Má, tài sản lớn nhất má cho con là tình mẹ và ánh sáng. Tụi con sẽ gầy dựng lên một cuộc đời bằng chính đôi tay, má. Thưa má, con đi.